Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube channel chính thức của Kim Quốc Tiến. Và hôm nay thì Vân cũng sẽ giới thiệu đến mọi người ba mẫu quần cầu đến từ thương hiệu Regal. Thì Regal là một thương hiệu rất sang trọng và tinh tế, cũng như đã đạt được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng chọn lựa tại Singapore và hiện tại là tại Việt Nam. Thì quần cầu đầu tiên Vân muốn giới thiệu đó là có mã số WO9030F. Thì mọi người có thể thấy so với những mẫu vòng cầu khác Vân giới thiệu thì mẫu vòng cầu này có thiết kế tinh tế, là vòng cầu một hố, cho nên nếu mà nhìn kỹ mọi người vẫn có thể thấy sẽ giữ được cái tổng thể sang trọng, với phần chân cầu hoàn toàn trơn láng giúp cho việc vệ sinh dễ dàng hơn rất nhiều. Tiếp đến nữa thì mọi người cũng có thể thấy thì vòng cầu cũng sẽ trang bị thêm cả nắp rơi êm hạn chế tiếng ồn. Phần nắp rửa cũng rất là dễ dàng để mà chúng ta vệ sinh. Ở đây thì sản phẩm sẽ sử dụng cái vành rim xả thẳng kết hợp chung với lại xả út ở dưới. Đây mọi người có thể thấy. Thì ở ưu điểm ở Regal đó là sử dụng cái phần men sứ kháng khuẩn. Nhờ vậy thì cũng sẽ hạn chế cái hiện tượng là chất thải nó thường hay bám vào men sứ và rất khó để cho chúng ta vệ sinh. Ở đây phần nắp cũng sẽ được trang bị thêm cái phần đút gạt nhấn ở phía dưới để mà các bạn có thể dễ dàng lấy ra và vệ sinh hơn. Tiếp theo, một mẫu vòng cầu khác mà Vân muốn giới thiệu sẽ có mã số đó là WOS3030S12. Thì ở mẫu vòng cầu này các bạn có thể so sánh đó là sự mềm mại hơn, và phần chân cầu cũng sẽ có đường cong tạo nên cái thực sự là rất là mềm mại và là một điểm nhấn cho cái căn phòng của chúng ta. Ở đây thì hai bên kích nước cũng sẽ được thiết kế bo tròn như thế này. Tuy nhiên thì vẫn sẽ giữ nguyên những ưu điểm của vòng cầu một khối, đó là thiết kế chân hoàn toàn trơn láng và cái phần ngăn giữa cái kích nước và chân cầu cũng sẽ không còn. Ở đây thì vòng cầu cũng sẽ sử dụng hai nút nhấn tiết kiệm nước để ưu tiên về việc là có một cái môi trường xanh hơn. Ở đây thì cũng sẽ sử dụng nắp rơi êm hạn chế tiếng ồn. Đây phần nhựa được làm bằng PVC cao cấp. Phần nút nắp này á, chúng ta cũng có thể tháo rời đây một cách dễ dàng nha mọi người. Ở đây ưu điểm các bạn có thể so sánh đó là cái phần xả của nó sẽ là xả xoáy kết hợp si phong. Như vậy thì giúp cho tạo được một cái lực xoáy lớn khi mà chúng ta xả rửa, và hơn nữa cũng không tạo quá nhiều tiếng ồn. Và khi mà chúng ta vệ sinh á, cũng rất là dễ dàng. Bạn cũng có thể là sẽ dùng cọ để mà chà rửa cái phần này, nó sẽ không có bị bám bẩn. Một cái option khác cho nhiều chị em cũng như là nhiều gia đình có con nhỏ, đó là có thể sử dụng thêm cái bệ ngồi này. Đây là một cái bệ ngồi của Regal. Thì các bạn có thể thấy nó sẽ được làm bằng nhựa cao cấp và sẽ không có kim loại để mà ảnh hưởng tới trẻ nhỏ. Ở phía này thì cũng sẽ có thêm một cái đệm mút để cho trẻ nó ngồi nó không có bị tê. Đây là chỗ để chân. Ở phía đằng sau này các bạn có thể thấy thì cũng có thể là sẽ điều chỉnh được qua trái hoặc phải ở đây. Đây các bạn có thấy không? Thì cách để mà ngồi rất là đơn giản. Đây chúng ta chỉ cần đặt lên thôi là được rồi. Thì Regal cũng thiết kế cho cái mẫu bệ ngồi cho trẻ này nó cũng sẽ hầu như là phù hợp với hoàn toàn những cái bồn cầu của thương hiệu này luôn. Đây giúp cho trẻ ngồi dễ dàng hơn, và sau khi dùng xong thì bạn cũng có thể để ra như thế này. Ngoài ra thì Vân cũng sẽ giới thiệu cho mọi người một cái option khác dành cho những cái không gian không có quá rộng. Mẫu vòng cầu Vân giới thiệu sẽ có mã số đó là WO3000S-U. Đây mọi người có thể thấy chính vì nó sẽ phù hợp cho những cái không gian không có được rộng lắm, cho nên cái phần cắt nước nó cũng sẽ thiết kế bo tròn rất nhiều luôn. Đây mọi người có thể thấy thiết kế hoàn toàn khuôn dài bo tròn, tuy nhiên vẫn mang đến sự mềm mại và tinh tế cho sản phẩm này. Ở đây cũng sẽ là phần két nước được thiết kế liền chung với phần chân của một vòng cầu một khối, kết hợp chung với lại hai nút nhấn tiết kiệm nước ở đây. Ở phần chân cầu nếu mà mọi người để ý thì vẫn sẽ là thiết kế trơn, không có quá bo vào tạo nhiều ngóc ngách khiến cho việc vệ sinh trở nên khó khăn hơn. Ở đây thì sản phẩm cũng sẽ sử dụng đó là xả thẳng bình riêng như thế này đi xuống, kết hợp với hệ thống men sứ nano kháng khuẩn rất tốt. Đây là nắp rơi êm hạn chế tiếng ồn, rất dễ dàng.
Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về ba sản phẩm bồn cầu mà Vân vừa giới thiệu, mọi người có thể truy cập ngay vào link phía dưới nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người. Bye bye.